Thời là người ơi, nông lên miền Tây, thầy rung tranh bao phụ. Ngông về cầm nhường, thấy biển rồng mênh mông, lặng tai và nghe tiếng hát. Vui chung người thử rừng đàn cổ, mà ra biển đông ngôi mình mơ treo. Đây quê hương huyền cầm, nghe tiếng hát lời thơ cho đây đông mặn, đồng chúa nơi rung vang ở biển bạc. Không có giọng hát, nói gì mà như mình đang cười. Thầy là nơi bàn vật 27 xã, bốn chung người thọ truyền thông. Cha ông mà 1000 năm thì dừng nửa cái 4000 đời ở dừng đường. Ai đi chuối về ngược mới kể lại chừng chân như uống mặt được che tránh ngắn cổ khoai không quảng cổ khoai mà ở không quảng phụt thuộc thơm đa bạc tầm sóng rồng chờ biên như đã cầm nhường mà xem thuyền vô khơi rao lòng thuyền rao lòng ra khơi gọi rao của nó mấy mưa cho gửi về quê ở bè thì còn cả tới câu huyền ở nhà ai đi vô trong nam chính người vào trong đó huyền cầm ngoài đây cất tiếng hạt đó đưa cho khoai xanh lúa tốt bốn mùa trái hậu phương vừng mạnh quyết thi đua vì chiến trường hết ạ. Ui hay quá, giọng của người 90 tuổi đấy, quả đấy là chỗ lá đỡ bếp già rồi.